Năm 2016, Dầu Tiếng là huyện đầu tiên của tỉnh Bình Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, để được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao theo quyết định số 2457 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì huyện Dầu Tiếng mới đạt 7 trong 9 tiêu chí, 33 trong 38 chỉ tiêu. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Dầu Tiếng đang quyết tâm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại để sớm được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí huyện Dầu Tiếng đã đạt thuộc các lĩnh vực gồm quy hoạch giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai, điện, kinh tế, an ninh trật tự, hành chính công. Hai tiêu chí chưa đạt là y tế, văn hóa, giáo dục và chất lượng môi trường sống. Để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại, Dầu Tiếng đang tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư hoàn thành các công trình, phần công việc còn thiếu, phấn đấu đến hết năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2030 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn tiếp theo thì mình cũng dự kiến là tập trung nguồn lực để phát triển nông thôn mới, dự kiến là nông thôn mới kiểu mẫu sẽ tiếp tục trong 2025 là từ 1 đến 2 xã, thì cũng đầu tư cho những xã đó các thiết chế văn hóa thì cũng tập trung nguồn lực để đầu tư. Hiện giờ thì nói chung là cũng phải nhà nước và nhân dân cũng phải ủng hộ với lại nhà nước để làm hoàn thiện các tiêu chí đó. Tuy nhiên, để hoàn thành một số chỉ tiêu tiêu chí, nhất là các công trình giao thông, giáo dục, thì cần có nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi Dầu Tiếng là huyện có cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm phần lớn. Chính vì vậy, để sớm đạt được mục tiêu theo yêu cầu, huyện cần có sự hỗ trợ đầu tư nguồn lực từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự tham gia đóng góp của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Thì một lần nữa, chúng tôi kêu gọi là toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn Dầu Tiếng chúng ta tiếp tục đoàn kết vì mục tiêu phát triển của Tiếng trong giai đoạn 2025-2030. Hy vọng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Dầu Tiếng sẽ sớm hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đưa Dầu Tiếng cùng với các huyện, thành phố của Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mục tiêu mà Bình Dương đã đặt ra.